Dạ các bạn nha. Nay mình có thử thách là trò chơi là banh đi trên dây nha các bạn. Đây, những cái banh này đây. Mình sẽ cho đi trên sợi dây này. Mình sẽ vào cái chọt bằng kia nha các bạn, vào cái vỏ bằng kia nha. Đây. Đây ví dụ nha. Mỗi tí mối. Đây các bạn ơi. Mấy cái đó là cậu A chiến thắng đó nha. Rồi bây giờ chúng bắt đầu chơi nè, bắt đầu chơi nha. Rồi cậu ba thắng vòng đầu. Yeah, giờ tới ba đi mội nha. Không, bây giờ là cuộc thi sẽ chia làm 3 đội. Là ba xí muội, mẹ xí muội và cậu xí muội sẽ thi nha. Rồi, bây giờ ai đi trước nè, cậu xí muội đi trước nha. Bạn muội qua chỗ anh hai đi làm khán giả cổ vũ đi. Bạn muội tránh ra nha, bạn muội đừng ăn gian nha con. Muội đừng ăn gian nha. Vô. Wow, vô. Cậu ba vô. Rồi, tới lượt ba xí muội nha. Sẽ được ba xí muội một cổ vũ hay không? Là ăn kẹo không? Không cổ vũ gì hết. Cậu anh hai lên chơi banh không? Đi. Chơi quả bóng. Ba xí muội chưa biết. Để gần gần sợi dây nha. Rồi, lại nha. Wow, vô luôn. Rồi, bây giờ tới lượt mẹ xí muội nha. Mẹ xí muội sẽ đưa banh về để thi đấu nha. Hai cái sợi dây nó bị chinh rồi. Trời, nó mình sửa được mà. Rồi bây giờ tới lượt mẹ xí muội nha. Nãy giờ hai người là chiến thắng vòng đầu rồi đó. Còn ba với ba xí muội là chiến thắng vòng đầu rồi đó. Bỏ banh lên giùm mấy muội, muội bỏ banh lên giùm mẹ coi. Xí muội, bỏ banh lên cho mẹ đi. Rồi, tới được mẹ xí muội là vòng ba nha. Mẹ xí muội chắc thua quá. Chưa gì hết, sao nói thua hả? Vô đây. Rồi, xong, thua. Mẹ xí muội đã thua vòng đầu tiên nha các bạn. Mẹ xí muội thua vòng 1 rồi, bây giờ tới lượt cậu ba. Rồi, tới lượt cậu ba nha. Muội ba làm là khá mày cái gì đâu. Rồi vậy bây. Bọn muội chưa chơi luôn kìa. Bây giờ là tới lượt ba xí muội thi trước nha. Thua thua đi, thua đi, thua đi, thua 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 rất ra ngoài, thua thua. Wow, hai trái luôn nha. Dễ. Trái được rồi, trái được rồi. Kì vậy ta. Rồi, hiệp nữa nha. Rồi. Tiếp tục nha. Ra ngoài. Hai trái luôn, dữ. Lúc hai trái luôn. Rồi, đây. Giờ tới ai? Tới mẹ xí muội. Tới mẹ xí muội hả? Đổi đi coi nó còn hên không. Gì vậy muội? Muội không cổ vũ mẹ cho nên mẹ mới thua đó. Thôi một trái thôi. Một trái là hai trái đi được sao đi được. Muội cổ vũ cho mẹ đi muội. 1 2 3 cổ cho mẹ. Rồi gớt. Xong. Mẹ xí muội. Muội nè, tại muội đó. Mẹ xí muội nãy giờ chưa được trái nào á nha các bạn. Mẹ xí muội là dở nhất trong ba người, rớt ra ngoài luôn. Yeah. Vô rồi. Rồi. Giờ tới ai? Làm hai trái luôn rồi. Đây. Tới xí muội, cho xí muội làm với, cho xí muội làm đi. Bỏ lên hai trái. Rồi. Tới xí muội nha, xong hiệp này là tới xí muội nha. Quá, giờ được hai trái luôn, dữ. Hai gì vậy? Dữ. Rồi tới muội. Tới ai? Tới cậu ba rồi tới muội nha. Rồi đưa dây cho cậu ba đi, tới lượt cậu ba thi nha. Tới cậu ba nha. Yeah, được hai trái nha. Mới có một trái hai đâu. Tính trái nãy đó. Thua rồi, cậu ba đã thua. Cậu ba là hạng gì, còn mẹ xí muội là hạng chót mà. Tới xí muội, tới xí muội đi nữa nha. Có người hạng chót rồi, không sợ. Bị nè. Yo, yeah. Dạ cái muội. Sao muội đi được không? Tới muội đi cho muội thử đi, cho muội thử nghiệm đi. Cầm
kẹo luôn, rồi ba ăn luôn nha. Giấy mẹ. Giấy nè ba. Giấy nè. Này đây. Rồi mỗi lại mỗi cầm dây đi. Cầm hai bên nha, cầm cho nó để đứa banh vô nha. Cao lên. Anh cao hai lên, cổ vũ em đi con. Cao lên đi. Hai mẫu cổ vũ em đi. Nhịp thôi cho banh nhấp trời. Ừ cao vậy á. Gần lại. Đúng rồi. Thưa thưa ra chứ. Thưa ra một tí, thưa ra một tí. Rồi vậy đúng rồi, căng ra. Căng dây lên. Ôi. Kéo cái dây nó căng lên. Mỗi chưa có kinh nghiệm, mỗi chưa có kinh nghiệm. Cái mỗi lắm lá nha. Đó. Hả hả ra một tí, hả hả ra một tí. Rồi căng căng kéo căng dây lên nha. Kéo mạnh dây á, con kéo mạnh kéo dây mạnh ra. Mạnh mạnh. Đúng rồi. Không phải kéo giật ra đó chứ không phải là kéo giãn ra. Dây nó căng ra nó mới chạy được. Kéo mạnh đó. Ừ. Ừ đúng rồi đó, giật ra vậy đó, đúng rồi. Đó, Mùi ơi, cố lên. Ui. Mùi đi được có nửa đường hả? Mùi là phải để cho Mùi gần chứ, mức của Mùi xa quá, sao Mùi đi được. Bây giờ là vô chung kết đi. Vậy Mùi. Mùi với ba kéo co luôn đi. Thôi để đi vòng cuối nè. Ai thắng? Nãy giờ không biết ai thắng luôn á. Thôi bây giờ chơi vòng cuối cùng đi. Ai vô một trái thôi. Ai vô là thắng. Hai trái chứ. Người đi hai trái. Ai vô được hết là thắng. Coi nè mọi người. Ba chơi cái bên tay. Sàm quá. Thôi nè Mối. Mối đừng có. Thay vòng cuối nè. Chạm chơi kéo co nha. Sao mà kéo co. Mối muốn kéo co. Mối muốn thi kéo co. Cái này phải cao lên, cái này bị thấp quá nè. Thấp tí nữa, thấp luôn tí nó mới chạy được. Thấp tí nữa. Rồi. Bây giờ đi một lúc hai quả luôn nha, đi hai trái đi luôn. Thôi đi từng trái rồi, hai trái sao đi, khó lắm. Mối, cũng khó. Vậy mới hay chứ, mũi nó mới chui vô sọt. Mũi chui vô sọt nha, ai rớt túng mũi là thắng. Ở trên này nè. Bây giờ á trời này là có luật có chuyện thay đổi á, là không vô sọt nữa mà ai rớt trúng mũi là thắng nha. Mũi có thể là di chuyển lên di chuyển xuống chứ không phải ngồi trong sọt không nữa. Rồi ai trúng mũi là thắng nha. Bắt đầu hai trái cùng một lúc nha. Rồi chuẩn bị nha. Chuẩn bị nha. Ý, không có trái nào rớt trúng mũi hết. Ba xí mũi thua. Rồi bây giờ tới lượt cậu ba nha. Mội làm bia nha, mội làm bia để đến. Rồi, tới cậu ba. Rồi. Hai trái cùng một lúc luôn nha. Đó. Rồi, thua luôn. Rồi, bây giờ tới lượt mẹ xíu mội. Vậy cảm ơn. Sao rồi? Sao rồi mội? Trời ơi. Trái banh rơi xuống mương rồi. Làm sao mà lụm. Ba lấy cây khều vô nha. Chơi sao mà rơi cái banh xuống mương luôn. Không lên, không lên được. Bây giờ phải đưa qua cái chỗ kia mới lên được. Qua cầu thang lụm luôn, ra nhà. Đây lụm được mà. Tới không, tới không, tới không. Ừ, treo qua cây dừa lụm coi. Lụm xuống lụm. Ờ, sâu gì? Sâu đó nha, nước chưa đầy đâu. Wow. Đi. Cái chân gớt hơn nữa. Rồi bây giờ. Bây giờ còn vòng thi cuối cùng thôi. Chơi kéo co đi kìa. Thua hết nha, nãy giờ. Giờ tới mẹ xí mội chơi đi nè. Xí mội đều thua hết nha, vòng này tới mẹ xí mội nha.
vô đâu cũng được, rớt tốn muội là thắng thôi, phải không? Mùi canh tới banh rồi chạy lại cho mẹ thắng nha con. Đây đây, hai tới banh đâu, hai tới banh để đây. Dạ, tới lượt mẹ xí mụi nha các bạn. Xí mụi sẽ chơi vòng cuối cùng nha. Lúc nãy là không ai trúng mụi hết phải không? Để lễ lên ba. Xí mụi, chào bạn ấy mụi. Mụi ơi, nè, chào bạn ấy. Chào bạn. Mụi làm tự nhân. Rồi, nó cao nè. Rớt bụp bụp. Đâu nha, rồi xong. Tại vì nó nặng quá, mụi ơi. Rồi xong, thua luôn, không ai thắng hết. Vậy là vòng này là mụi chiến thắng nha. Mụi đã chiến thắng rồi. Tiếp theo là vòng cuối cùng và chơi chứ. Cái gì đâu vô không được. Tiếp theo nha. Tiếp theo vòng này và chơi gì dây kéo to nha. À, chơi kéo to đi, kéo nè. Kéo, con mẹ kéo lại thua. Không phải. Không phải. Không phải chứ làm sao. Hả? Không phải là làm sao. Đây đứng hình cho hai trái nữa nè. Thôi, mùi nó không chịu nữa. Bây giờ kéo to nè, kéo. 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 Này giống bắt cá luôn, giống thả lưới bắt cá luôn. Được con cá. Con cá gì mà dằn khè vậy nè. Mũi không quay giờ bắt nên mũi bắt. Thôi chào tạm biệt các bạn đi. Các bạn ơi, trò chơi banh đi trên dây của xí mụi đến đây là kết thúc nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong trò chơi lần sau nha. Chào các bạn luôn nha.